tôi đây hướng tay kia để cái phần bụng tạ xuống cho bác sĩ nhớt đọc quen là bác sĩ đã ký. Hôm nay sẽ mua kiếm các nhà hiển lít và tôi đề con virus. Hôm nay con virus nó sẽ đập nhập vô cái đầu và cái bác sĩ sẽ anh ra cho các bạn chết đi và bác sĩ phê nó. Các bạn đừng lên ra ngoài tiếp xúc ha, nó phải đi ô xanh và tay thường xuyên ha. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là COVID-19. Wow, COVID-19 của chúng ta đây rồi các bạn ạ. Wow, chúng ta đã được hai con COVID-19 rồi. Và một cậu bé. Các bạn được nâng ra ngoài ha. Wow, em ấy cho con virus với con người vừa sờ với nhau luôn. Wow, virus. Tại sẽ có con cùng lây bệnh. Con cùng virus. Wow, chúng ta đã có 3 con virus rồi. Đó chính là virus của chúng ta. Hiện tại chúng ta đã có 3 con virus rồi các bạn ạ. Hiện tại có một người không đeo khẩu trang. Có tại cái gì? Chú ý. Hiểu.